Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, Thành lại tiếp tục quay cái lễ nghi lễ tàu sai của người dân tộc Giao Tiền có địa chỉ tại Tĩnh Túc, Nguyên Bình, Cao Bằng để với các bạn nha. Thì trước đó Thành đã quay khá là nhiều clip về cái nghi lễ này rồi. Bây giờ chuyển sang tiết mục mới, nghi thức mới, cái nghi lễ mới. Đấy, Thành tiếp tục quay thêm chia sẻ với các bạn nha. Vừa rồi các thầy chủ yếu tổ chức ở trên cái sàn này kia này, thực hiện ở trên cái sàn kia, và các cô các chị thì đang ngồi đằng sau đây, ở ngoài đằng sau chờ đợi che ô. Đằng sau các cô các chị có một trẻ thiếu nữ rất là bé, rất là trẻ để mà che ô cho các cô. Đấy, rất là nhiều, rất là đông. Còn các thầy thì đang ở bên này các bạn. Các bạn để ý đến cái chòi đằng sau được dựng rất là chắc chắn. Đó. Đây còn đấy các thầy ăn mặc rất là đẹp. Màu sắc màu đỏ, hoa văn rực rỡ. Rất là đẹp luôn. Chú ấy đang nghỉ một chút à? Nghỉ rồi. Đang nghỉ một chút đã. Nghỉ rồi hết xong. Ăn thế thầy bảo xuống rồi, giờ nghỉ rồi. Giờ làm những cái tiết mục ở phía dưới đó sao? Tí còn làm tiết mục ở dưới này. Lâu lắm. Nhưng mà trong quá trình làm mệt cũng phải nghỉ ngơi mà, đúng không? Ngồi chờ thầy thôi. Ngồi chờ thầy. Dạ. Vừa rồi cháu vào trong nhà thì thấy thấy một số tiết mục ở trong nhà rất là đặc biệt các bạn ạ. Đó. Các bạn để ý nhá. Các thầy đều có những cái tiết mục đặc biệt và đều các thầy đều mang theo những cái bộ gọi là sách vở của thầy ấy, đồ nghề của thầy ấy. Trong các đồ nghề thì Thành có quan sát thấy một cái đồ nghề rất là đặc biệt, nó khá là xa lạ đối với Thành, vì Thành chưa bao giờ được chạm một cái đấy, mà chỉ nhìn thấy trên TV, và nhất ở các khu vực bà con ta ở Tây Nguyên thôi. Đó chính là tủ và được làm ở sừng trâu đây, chắc là chạm vào được các bạn ạ. Đó, đây này, được mài thì rất là nhẵn. Đó, đó, đây. Và đầu bên này thì chú mấy cái đoạn hay hay là một Thành nhá. Dạ, chú ạ, cháu sẽ cung cấp cho chú, vâng. Đây là chú trưởng họ. Chú cái Zalo đẹp chú. Dạ, dạ, hôm vừa rồi Thành vào trao đổi với chú trước rồi. Đó, thì hôm nay Thành vào quay tư liệu thôi. Đây, Thành quay lướt qua một chút nha. Đây, chú đang nghỉ ngơi để chuẩn bị chuyển sang tiết mục khác. Đấy. Ok này. Đây có tên của từng người thì phải. Đó. Đây ghi tên là từng người hả chú? Để đây đỡ phải nhầm lẫn đúng không? Cái này là mình tự ghi thôi. Tự ghi, vâng, tự ghi vào liệu vào đây các bạn nha. Đó, xin phép quay phim chia sẻ với các bạn một chút nhé. Đó, đây, thầy nào có một chiếc sừng trâu và dùng cái này như kiểu cái thành gọi là cái gậy, chống gậy. Cái này là gậy ba tong. Gậy ba tong, đó, gậy ba tong. Cắm xuống đất và treo. Gậy ba tong này là đến trước mới dùng được. Vâng. Đấy. Chắc chắn Thành tới đây sẽ có dịp tìm hiểu về cái phong tục này và chia sẻ với mọi người, sẽ liên hệ với chú sau. Đó, chú là người rất là am hiểu về cái phong tục. Đấy, Thành thì người khách nên là cũng giới thiệu qua những cái đầu nghề thôi. Chia sẻ cùng chú đó. Đó. Đây nha, đây này. Thành ngồi ở đây. Đây là những tiết mục ở ngoài đồng gần xong rồi, còn bên trong nhà thì vẫn đang tiếp diễn. Đó. Ở trong nhà có khá là đông thầy Thành ạ, chú nhỉ? Có chứ, gì hắn biết cả mọi thầy đi nhìn hai thầy thôi. Ở ngoài này hai, ở ngoài đồng này có hai thầy được ạ. Đấy, trên này là thầy trên kia, còn các cô các chú thầy sư phụ thầy, sư phụ từ ngoài hai sư phụ. Còn các chú đây là chú hộ thôi đúng không? Đấy, chú là sư phụ thôi. Sư phụ thầy đang cấm sắc cho bọn chú. Thì các chú đây là chú hộ gia đình mà đúng không? 24 hộ gia đình ấy, 24-25 hộ ấy, chú hộ. Đấy, đây là dòng họ thôi. Dòng họ là rồi. Đặc biệt quá. Đây dòng họ cả. Rất là đặc biệt luôn, dạ vâng. Cháu quay được một số tiết mục vừa rồi ấy, vào trong nhà chú ạ. Đặc sắc. Còn đây ông trưởng họ dạ. Là ông này đi hỏi cô hỏi ý nghĩa của lễ cấp sắc. Không biết cô nào. Đây. Các bạn ạ, ở đây có cả anh Cương Cao Bằng Hóng. Đây là một người rất là tâm huyết với ngành du lịch của Cao Bằng. Xin chào những cái khán giả trên kênh Cao Bằng quê hương tôi. Phải nói là Cao Bằng quê hương tôi là một trong những cái kênh YouTube
mà mang lại những cái giá trị văn hóa rất là độc đáo của tỉnh Cao Bằng. Và hy vọng rằng là với những cái series trong series này mà những series sắp tới thì hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn Thành, chủ kênh của Cao Bằng quê hương tôi, để dõi theo nhiều cái nét văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc của tỉnh Cao Bằng, và song song với đó thì còn khám phá rất là nhiều cái địa danh nổi tiếng như tận về du lịch cũng như là các hoạt động thiện nguyện. Và bây giờ thì đây Thành đi vào hỏi cô này này. Cô này là rõ. Mình quay cái này thì nhiều người sẽ hỏi là cái lễ tổng khai là như thế nào. Dạ. Bây giờ Thành cứ ngồi đây, với hỏi chị cô này là sẽ rõ đây. Đấy, cái lễ tổng khai cấp sắc 12 đền. Rồi cảm ơn anh nhiều nhé, cảm ơn cô nhiều nhé. Rồi cảm ơn cô nhé. Chào cô ạ. Và chào. Mình nói chuyện bình thường mà nhỉ, trong quá trình làm việc mình nói chuyện bình thường mà. Các bạn ạ, sau khi tìm hiểu Thành được anh Cương, kênh Cao Bằng Hóng, Facebook fanpage Cao Bằng Hóng, như là có kênh YouTube Cao Bằng Hóng, rất là nhiều, có những ở trên kênh của anh rất là nhiều chương trình rất là đặc biệt đó. Thì anh Cương có tìm hiểu trước và giới thiệu cho Thành về một người cô, là người đứng đầu dòng họ phải nắm rất rõ về cái nghi lễ này. Thành bây giờ sẽ trò chuyện cùng cô để mà chia sẻ với mọi người một chút nhé. Cô ấy thế à? Cô có thể giới thiệu cô một chút nữa, cô là tên là gì và ở đâu, là nào không? À, cháu cô tên là Thúy và cô ở làng Phe Bó. Phe Bó. Vâng, xã Thể Dục. Đây. Cách dưới này từ dưới lên đến đây là 5 cây. Đây là Thể Dục phải không cô? Không, trên này là xóm Thâm Ổ. Thâm Ổ thuộc xã. Thị trấn Tiến Túc. Thị trấn Tiến Túc rồi, còn vâng. Cô ở bên xã Thể Dục. Vâng, còn vâng. Cô ở bên xã Thể Dục. Vâng. Thế là cô là cũng là một trong những hộ gia đình 24-25 hộ hôm nay tham gia cùng tổ chức cái lễ này phải không cô? Vâng. Lễ cấp sắc chính này là cái lễ cao nhất của người dân tộc Giao Tiền. Vâng. Đấy, đây là cái lễ trưởng thành cuối cùng, cũng giống như là mình từ đội viên lên đoàn viên, xong rồi đoàn viên lên đảng. Đấy, nó là như này, thế. Cấp này gọi là tương đương cấp đảng ấy. Tức là đội viên lên đoàn viên, xong lên đảng viên, đây là cấp cao nhất đấy. Vâng. Đây là cái cấp cao nhất của người dân tộc Giao Tiền. Vừa rồi đã cô cứ nói nhé. Vâng, thế còn trong cái lễ tổng sai này thì là người con trai và người con gái sẽ mặc đầy đủ hết toàn bộ trang phục của dân tộc Giao Tiền. Dạ. Đấy, nó được thể hiện đầy đủ hết ở cái lễ cấp sắc này. Dạ. Hôm rồi cháu có qua đây và cháu tình cờ biết cái lễ cấp sắc này do một số bạn của cháu giới thiệu ấy. Và có một chú trưởng họ ở đây có giới thiệu cho cháu, và là cái nghi lễ này đối với dòng họ mình là họ Bàn phải không ạ? Vâng. Hình như là cũng khá là lâu rồi không được tổ chức, và tổ chức bao giờ phải không cô? Vâng, chưa. Mà nhiều đời như sao? Hàng mấy đời rồi. Đấy, mấy đời không tổ chức lần nào. Đấy các bạn ạ, đây một cái nghi lễ đặc biệt. Để mà chuẩn bị cái nghi lễ này thì cần rất là hội tụ rất là nhiều yếu tố. Ngoài cái yếu tố tài chính về vật chất của cả ra thì còn có phải chọn năm nhỉ, năm tổ chức được này. Nó phải, và cái dòng họ mình gọi là sạch. Thành nói từ sạch ở đây là trong ngoặc kép, tức là trước khi tổ chức cái nghi lễ này, trước bao nhiêu tháng ấy hoặc là bao nhiêu năm ấy, thì dòng họ mình không có ai không may qua đời ấy, thì phải làm sạch cái đấy. Đấy thì mới được tổ chức. Và cô thế mình tổ chức cái lần đầu tiên, và ý nghĩa của cái này là vừa rồi là gọi là bây giờ cô kể thế nào, tức là mình làm cái lễ trưởng thành. Vâng, đây là cái từ những có từng cấp là cấp đội viên này, cấp đoàn viên, cấp đảng viên, đây là cấp cao nhất. Đây là trưởng thành cho những thanh niên, cho đồng họ hay là cho cái gì ạ? Cho người người làm là ông của người Giao Tiền ấy. Là cái bậc trưởng thành cuối cùng. Tức là cái lễ cấp sắc này, tức là làm cái gọi là cái lễ trưởng thành cho các con trai này, đàn ông nói chung ở trong dòng họ của mình ấy. Nhưng mà không phải là đời nào cũng làm, mà có thể 3-4 đời làm tổ chức một lần cũng được. Như kiểu mình mới ba. Nếu mà không có điều kiện đấy thì là người ta sẽ 2-3 đời mới làm được một lần. Nhưng mà có điều kiện đấy thì là ví dụ như cách một năm thế này là người ta bắt đầu làm tiếp. Nếu mà mình có điều kiện thì có thể là 1-2 năm làm đủ thường ngày. Vâng. Thường ngày và đủ các yếu tố rồi có một tổ chức để làm được. Vâng. Còn không có điều kiện thì mình có thể 5 năm, 10 năm, hoặc là 15 năm, hoặc là nếu mà không mấy có đời điều kiện thì là mình có thể là 10 năm hoặc 20 năm, hoặc là cách một đời, hai đời cũng được. Đó là như thế. Đấy là đối với trong dòng họ, nhiều gia đình họ không có điều kiện là không thể tổ chức được cháu ạ. Cái này nó tốn kém lắm. Tốn kém, chính xác là tốn kém. Và linh đình kiểu thế là hoành tráng lắm. Bởi vì nó làm chính là 5 ngày rồi nhá, xong rồi còn những ngày phụ kia nhá. Những người đàn ông chính cấp ở đây người ta lên trước 2 ngày để gói cái bánh bé kia để làm lễ. Người ta lên gói trước 2 ngày rồi nhá.
Đấy, thì nó sẽ thành 7 ngày rồi nhá. Xong rồi cái ngày tan kia là một ngày nữa. 8 ngày. Đấy, à, 8 ngày. Ít đâu chẳng. Tức là cả công tác chuẩn bị là vào tầm khoảng 8-9 ngày đêm liên tục các bạn ạ. Công tác chuẩn bị. Còn những cái công tác chuẩn bị phụ trước đó thì không nói làm gì. Mình chuẩn bị mấy năm, có thể hàng 1 năm, 2 năm có thể như thế nhỉ? Mình chuẩn bị. Ví dụ lúa gạo, tiền. Ví dụ như là trong dòng họ mình có ý định là năm nay làm ấy thì là mình phải chuẩn bị từ năm ngoái rồi. Đấy. Mình phải có tinh thần chuẩn bị năm ngoái. Các bộ tứ ở trong dòng họ là phải bàn nhau xem là mình sẽ đón về như thế nào, xong đón các cô gái này này như thế nào. Đấy, mình phải lên kế hoạch hết, cũng như là mình phải lên kế hoạch hết phải không ạ? Lúc đấy mình mới có thể là ở đây trong dòng họ không thể nào mà làm được. Bây giờ nó phải có một người thầy chính, bộ tứ ở trong dòng họ là đi nhờ thầy chính. Thầy chính thầy mới lại bắt đầu là lên kế hoạch cho mình, xong rồi mình dựa theo cái kế hoạch kia mình bắt đầu mới đi tìm. Đấy, nó có từng bước đi mà. Vâng. Nói chung là một cái chương trình nào, một công việc nào phải có kế hoạch. Đúng, chuẩn bị là trước, rất là trước để mà kỹ, thật là kỹ để mà gọi là mọi hoạt động nó diễn ra được thuận lợi, cô nhỉ? Đấy, bây giờ như dòng họ của cô này là từ tháng 2 âm lịch ý, không phải tháng 2 nhưng mà là tháng 2 chính kia là bắt đầu làm về đến tận bây giờ. Thế là những cái thủ tục làm suốt từ lúc đấy về đến bây giờ rồi, cho phải nuôi lợn sẵn. Nhưng bọn cô bây giờ là mỗi người là 6-7 con lợn vào. Mỗi người, mỗi gia đình ấy. Mỗi gia đình, mỗi hộ gia đình là 6-7 con người, 6-7 con lợn đấy. Vâng. Ôi giời, thế 24 hộ là con 14 hộ kia là mỗi hộ là phải có ít nhất cũng là từ 5 con trở lên. Con lợn to đem thịt cả, vâng, thịt xong là nói chung là phục vụ ăn uống này, phục vụ như thầy này, thì làm lễ đấy là lợn thế. Để làm lễ đấy nhá. Nhưng mà thịt nhiều đây mình bảo quản được không? Hả? Mình bảo quản trong nhà không đến. Bây giờ họ thịt dần lên đấy. Dần thôi. Những cái lễ nó nhiều lễ lắm cháu ạ. Nó đến lễ nào cần đến thịt bao nhiêu con thì bấy nhiêu thịt lúc đấy thôi. Vâng, thịt lúc đấy nó không phải thịt một lúc hết bằng kia. Còn ngày mai là họ bao thịt hàng loạt. À, ngày mai ấy. Xong cả họ bình thường tổ chức làm lễ xong là liên hoan là như thế. Xong rồi đến ở mình ngày mai, nếu mà ngày mai mà còn không xong thì sáng ngày kia bắt đầu ăn một bữa xong rồi cũng mặc toàn bộ cái này hết, xong rồi sau khi thầy làm phép và tự ra hết thì thầy ra về thì mọi người được về. Sao mình cũng có nghi lễ trả ơn thầy các thứ mà đúng không? Có mà. Lễ vật các thứ đấy có mà. Và cháu được biết là như cô ở đây nhé, các cô ở đây cháu lúc đầu chứng là các cô và đằng sau là con gái ruột của mình, nhưng hóa ra không phải, mình không lại phải. Đi thuê có nghĩa là mình không được, con gái ruột của mình không thể phục vụ mình được, dạ. Mà mình phải đi tìm con gái khác họ. Thế mình hai họ chéo nhau được mà, hai gia đình chéo nhau là được đúng không? Không được. Không được á? Không. Khác họ á? Phải khác họ chứ. Mình không được lấy anh em trong họ mình đâu. Mà mình phải lấy, ví dụ ở như cháu là họ Nguyễn thì cháu phải đi lấy họ Vũ. Khác nó họ là như cháu thế. Hiểu rồi. Mình có thể là về bên ngoại anh em bên ngoại của mình. Đấy, tìm con cháu trong bên họ ngoại để tìm họ mình. Xong rồi người con gái, người con trai thì có thể là họ làm ăn rồi lấy cũng được, nhưng mà riêng người con gái thì phải lấy con gái họ chưa có chồng ấy, thì mới có thể lấy về phục vụ mình được, còn ai đã có chồng thì không thể lấy được. Cô ấy thế, cháu được biết là dòng họ của mình 20 mấy hộ gia đình, khoảng 25-24 hộ thì cũng khá là ít so với những dòng họ khác rồi đúng không? Đúng rồi. Hôm trước chú có một chú trưởng họ mà là có những dòng họ của hàng 147 hộ hay sao ấy, mà có những họ 104 hộ ấy. Như họ cô bên nhà cô kia là nó có hơn 100 hộ. Thế các nghi thức các thứ tổ chức là như nhau thôi, nhưng mà số lượng người tham gia lúc đấy đông lắm đúng không? Đông lắm. Và họ đông người này chắc là họ đóng góp được được nhiều hơn, nhiều họ hơn. Tổ chức sẽ dày dặn đều hơn. Nhiều người đến tham gia thì họ ăn uống nhiều hơn đấy, để ăn uống nhiều hơn, đông hơn và cho khí thế hơn, vâng, tốn kém hơn và đóng góp cũng nhiều hơn. Nó làm phức tạp lắm cháu ạ. Cái thang lên này thầy làm phép họ lên bây giờ là
À, thầy không được xuống ấy. Đây những người con trai này này họ có dám xuống đây thầy. À, thầy xuống được khác ấy. Thầy là xuống được. À, thầy xuống được. Thầy cuối cùng trên kia mới được xuống. À, thế còn các chú vừa rồi xuống là xuống đây được khác. Xuống theo đường kia kìa, xuống theo cột. Cột á? À, tức là làm phép. Lúc nãy cháu không nhớ nhìn. Không, nó đây cho lại quay trong nhà. À, thế à, đấy. À, tức là đã lên rồi thì không được xuống đường này nữa. Mà bây giờ khi nào lên leo cột này lên á? Không, lúc lên là lên thang này. Lên thang đây. Vâng lên nhưng mà kia xuống khi bây giờ xuống nhá thì còn lên nữa không? Không. Không lên à? Không. À kết thúc rồi. Ừ, chừng nữa họ vẫn còn một giai đoạn nữa. Nhưng mà làm ở dưới này chứ. Vâng, chừng nữa nếu mà cháu ở được thì cháu vẫn ở mà ở cả ngày hôm nay. Thế trên này thì bây giờ không lên rồi, coi như là thầy làm xong là xong rồi. Tại sao cô nói cháu phải thông cảm cho cái phong tục của dân tộc là người ta làm cái này người ta cấm. Ví dụ như cô ở đây là người ta cấm vợ chồng là không được vào cạnh nhau, cấm gần 2 tháng. Đấy, cho nên là các cháu đến đây ấy, các cô bảo là không cho các cháu vào gần các cô, nó là như thế. Đấy, xong rồi cái thứ hai nữa là tại sao là khi các cháu đến hỏi thầy ấy, thì là các thầy không dám đồng ý cho các cháu ăn uống với dòng họ trong này là bởi vì người ta quản, bởi vì người ta nó thầy nó khắc cúng nhỉ, có cái của nó, nó có một bữa ăn người ta múc cho một tí một cái mỗi người được uống tầm một muỗng ít đấy, cái nước canh gà hoặc là cái kia là người ta làm cái đồ mình phải được ăn cái bữa kia thì nào được ăn cơm ở trong cái lễ này, nếu mà mình không được ăn cái kia là mình sẽ không ăn được cơm trong lễ này, mình ăn cơm và đến khi mình phải bị như là mình chịu được rồi đấy, cho nên cho nên là cô nói cái này là để cháu hiểu, cháu thông cảm cho cô, phong tục ở trên này nó là như thế, không phải là không muốn kiệt sĩ không muốn cho các cháu ăn uống cùng đâu, mà đấy là cái phong tục người ta làm phép rồi, có một tảng đá chú cửa ra vào mỗi lần ra vào các cháu chỉ có là bước qua trên hoặc qua cạnh, chứ các cháu không bao giờ được nhắm vào đá kia. Trong nhà mình đây cái kiểu cái nhà như kia nó có màn đá to đùng đùng. À, thì không được dập vào đúng không? Bước qua trên quá cảnh. Đi qua cảnh riêng con gái như bọn cô là không được đi qua cái cửa. Không được qua. Chỉ có hôm nay là các thầy mà còn lại cho các thầy qua đây là cái kia mà ta là phép cứng. Và cô thấy cháu gái đi qua nhưng mà không biết không ra được nhưng mà không được cháu cháu cảm ơn cô rất là nhiều rồi cháu sẽ nhắc cho cái đấy là trước thì ở ngay trước cửa mình luôn á. À, to nếu cháu vào thì cháu phải bước qua hoặc là bước tiếp cận được là được cháu đi qua cái có được tấm đấy nếu mà vội quá thì cháu có thể là bước qua chi thì cháu có biết thì nó vào thì người ta làm hết rồi. Cháu cảm ơn cô rất là nhiều các bạn ạ. Thành biết là Thành là người dân tộc mà coi cháu là người Nùng mà. Cháu cân Nùng cháu có biết à? À thế à. Vâng nên cháu làm 61 thọ 61 các bố mẹ cháu tiêm với các cô mà. À, 7 à? Ngày em một ngày không được vào chuồng gà chuồng vịt không vào. Đấy. Không được đi vợ chồng với nhau cháu hiểu. Đấy. Nhưng mà trong quá trình làm ấy họ chưa kiêng đâu. À. Họ làm xong rồi như cháu cháu thì họ bắt đầu mới tự tính bắt đầu từ ngày làm sao tiếp tục được mấy kia. Đấy đấy. Thì ví dụ trong quá trình làm đấy thì dân tộc của cháu thì lại đi với nhau. Tức là không phải đi với nhau mà cháu trao đổi với cô này và với mọi người bình thường. Có ảnh hưởng gì cháu rất là ngại. Cháu biết là mới phong tục phải có cái quy định riêng và có cái tập quán riêng ấy mình phải tuân thủ nên cháu vừa rồi coi phim cháu cũng rất là ngại. Cháu sợ mà các thầy đang làm để cháu qua đi qua trước mặt này đi qua vòng vòng thế này sợ ảnh hưởng đến cái phép thuật của thầy. Cháu ngại nhất cái đấy nhá. Đấy là con trai được. Ví dụ các cháu đi qua các cô cũng quay được nhưng mà riêng các cháu này hãy lên giường của ông được. À, đấy những cái đấy các cháu cũng mất lịch sự lắm cháu cũng bảo là không xong được không được cầm tay. À, không được cầm tay không được cầm tay không họ không cho chạm vào. Là thế đấy. Các bạn cũng được cái thì quay phim phải tìm hiểu phong tục tập quán và mình ở xa quan sát thôi. Nếu nhiều cái không phải là cứ vào xuôi xòa cùng hoặc là làm bên này bên kia. Một là mất lịch sự, hai là cái phong tục tập quán của bà con ở đây rất là cứng, rất là kỵ và có cả những phép thuật đấy. Thì trong quan niệm trong thâm tâm thì ai cũng có cái phép thuật, có những cái gì nhỉ, cái
cái phong tục riêng mà đấy, nên phải tôn trọng, rất là tôn trọng. Thành cũng là người dân tộc, Thành không biết, nhưng mà dân tộc Dao, Dao Tiền, Dao Đỏ thì Thành không nắm được. Thành không phải là người dân tộc Dao, người Nùng đấy, người Nùng, người Tày thì Thành hiểu được. Và cô ơi, thế thì Thành muốn cho hỏi thêm một chút, ngoài dân tộc Dao Tiền mà cùng dân tộc Dao Đỏ mình cũng có cái lễ tàu xa như này và của tổ chức cũng lớn như thế này, Thành chưa được quay lần nào, thì cái nghi lễ đấy cũng khác với dân tộc của mình, chắc là cũng khác đấy. Hai dân tộc nó khác nhau, mỗi dân tộc nó tổ chức mình nó đều khác nhau, nó không giống nhau đâu. Chẳng qua là cái thời gian của nó là nó ngắn hay là dài thôi. Các bạn ạ, bảo được không vào gần con gái, nhưng vợ chồng Thành cứ nghĩ là vợ chồng với nhau thì mới được vào gần đây. Như vợ cháu bây giờ vào đến đây sau này vào gần cô thì sẽ ảnh hưởng. Không. À, con sao đây thì nó không nắm tay, không nắm tay, không nắm tay là điều. Không chạm vào nhau, không nắm tay là điều. Ví dụ như là cái anh hôm qua bảo là thích chụp ảnh, xong rồi để dựa vào một tí kia là người ta, bởi vì khi đã vào làm cái này người ta kiêng cấm, người ta không cho người đàn ông chạm vào người con gái. Được, cảm ơn cô rất là nhiều. Đấy, các bạn rất là để ý nhé, nhất là những người ở xuôi, các phóng viên, các biên tập viên, các những người thực hiện chương trình ấy, lên làm nghi lễ thì phải hết sức để ý, hết sức tôn trọng các bạn ạ. Đó, để cảm ơn cô chia sẻ những cái này. Còn cái gì không? Còn cái gì chia sẻ? Còn cái gì nó cần cấm kiêm kỵ này? Cái cấm kiêm kỵ này thì chỉ có thế thôi. Còn nộp cho gia đình thì thôi. Trong luôn gia đình trong nhà thì nó khác. Rồi, thì khác. Và còn chia sẻ cho khách như cháu biết chẳng hạn đấy. Đấy. Là sao cháu đi quay, cháu biết chẳng hạn. Vâng, vâng, đấy. Một là bước qua, hai là bên cạnh, chứ đâu không được chạm vào thôi. Đúng đấy. Thứ nhất là nếu mà không vội vàng thì là cứ quả cảnh là tốt nhất. Còn nếu mà việc gì mà gấp quá, vội quá thì bước hẳn qua trên mình phải chạm vào. Cái kia là phải cứng nhất của người thầy. Trước khi người thầy bước vào trong nhà người ta làm cái kia cứng lắm. Tôi đây khi người ta dùng vào cái bát đi hết chén xuống cho người ta. Cảm ơn cô nhiều nhé. Chúc cô và nó có một cái giống như là cái con dao nhọn, nó không phải được ở trên mình, nó cho hàng bao nhiêu sư vào trên mình, người ta không phép thì sau đó người ta điểm cho mình, người ta không có được chuyện rất là đặc biệt. Mình phải hết sức để ý mới được. Chào cảm ơn cô nhiều. Và chúc cô và các chị luôn luôn sức khỏe nhé. Thì làm ăn thắng lợi, sau tàu sai thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, sức khỏe này, nuôi trâu nuôi bò làm kinh tế và tự thân hơn. Phải lời rằng có những về đây có dịp cháu sẽ tiếp tục quay tiếp. Hôm nay cháu vẫn ở hết ngày hôm nay, cháu đi làm nhà nước nên cháu không thời gian nào quay nhiều. Cháu đừng nghỉ, xin nghỉ một ngày thôi. Cháu ơn cháu, vâng, chúc cháu luôn khỏe và thành công trong sự nghiệp, chúc hạnh phúc gia đình. Có nhiều, cháu sẽ quay tiếp tục tiếp theo. Cảm ơn có nhiều ạ. Các bạn ơi, chia sẻ với các bạn những cái phong tục ở đây, cũng như những cái gọi là tạm thời gọi là cái bí mật riêng ấy. Nếu các bạn xem kênh YouTube của Thành thì hãy tiếp tục ủng hộ Thành nhé, bằng cách là bấm một cái nút đăng ký ở màn hình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye.